Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Phó Tư lệnh Trung tâm Tình báo của lực lượng phòng vệ Estonia, Trung tá Janek Kesselman nhận định, Nga quyết định phớt lờ sự hiện diện của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk. Vị sĩ quan này bình luận, Ukraine đã tạo ra một tình thế khó xử chiến lược cho Nga, đặc biệt sau khi phá hủy cả 3 cây cầu bắc qua sông Seim, hoặc Moscow phải đình chỉ chiến sự tại Donetsk hoặc phải công nhận sự hiện diện của Ukraine ở Kursk. Ngoài ra, Trung tá Kesselman cho rằng, chiến dịch tấn công của Kiev đã buộc Nga phải huy động lính nghĩa vụ mặc dù Moscow phủ nhận khả năng đó. Về diễn biến cuộc giao tranh căng thẳng ở khu vực Kursk, hãng tin RT của Nga dẫn bản tin vào ngày 23 tháng 8 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị thuộc nhóm lực lượng phía Bắc với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công từ Ukraine ở gần các khu định cư Boki và Malaya Lubnia và ngăn chặn các cuộc tấn công ở năm hướng khác. Theo thông tin trên, các lực lượng Ukraine đã mất 70 quân nhân, 2 xe bọc thép cá nhân và 1 ô tô trong chiến dịch này. Trong khi đó, các đơn vị trinh sát và tìm kiếm của Nga tiếp tục nhận diện và tiêu diệt các nhóm đối phương ẩn náu trong các khu rừng rậm khi lực lượng này cố gắng xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Quân đội Nga cũng tiếp tục gây sức ép lên lực lượng đối phương bằng các cuộc không kích và nã pháo nhắm vào một số lữ đoàn Ukraine trên khắp khu vực. Theo ước tính của Moscow, kể từ khi Ukraine mở chiến dịch đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất khoảng 5.137 binh sĩ, 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép chở quân, 350 xe chiến đấu bọc thép, 34 đơn vị pháo binh, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 11 bệ phóng MLRS bao gồm 3 HIMARS do Mỹ sản xuất cùng với các thiết bị hạng nặng khác. Cùng ngày 23 tháng 8, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết một máy bay không người lái UAV của Ukraine mang theo lựu đạn chống tăng đã cố gắng tiếp cận nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tuy nhiên, chiếc UAV này đã bị chặn và rơi gần một cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. TASS cũng đã công bố hình ảnh về máy bay và tải trọng của nó. UAV có logo của đội quân máy bay không người lái, một dự án của chính phủ Ukraine nhằm tăng cường khả năng cung cấp loại máy bay này cho quân đội. Nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm gần thành phố Kurchatov, cách biên giới khoảng 60 km. Các quan chức Nga đã cáo buộc Kiev tiến hành nhiều cuộc tấn công vào cơ sở này khi xâm nhập vào vùng Kursk. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mô tả vụ việc trên là một hành động khủng bố hạt nhân. Bà kêu gọi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA có phản ứng. Giám đốc IAEA Rafael Grossi dự kiến đến thăm nhà máy điện hạt nhân Kursk vào tuần tới theo lời mời của chính phủ Nga. Ông sẽ đến thăm Kiev sau đó. Liên quan đến kế hoạch ứng phó cuộc xâm nhập của Ukraine vào Kursk, ngày 22 tháng 8, trả lời giới truyền thông, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định cách ứng phó với cuộc xâm nhập của Ukraine vào khu vực Kursk và ông hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả những người chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra ở Kursk sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này không cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch của người đứng đầu nước Nga. Đề cập thông tin, Ukraine tuyên bố nước này có ý định tạo ra một vùng đệm thông qua cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Đại sứ Antonov khẳng định, Kiev sẽ thất bại trong việc thiết lập vùng đệm này. Điều đó không thể được, sẽ không có vùng đệm nào trên lãnh thổ Nga. Quan chức ngoại giao Nga cũng cho rằng Mỹ có thể chấm dứt cuộc xâm nhập của Kiev vào khu vực Kursk chỉ bằng một cái búng tay, nhưng Washington không coi động thái như vậy là cần thiết. Trong khi đó, hãng thông tấn Union của Ukraine bình luận, với quyết định điều động lực lượng quân sự lớn vào chiến dịch Kursk, bao gồm cả các lữ đoàn tấn công cùng phương tiện chiến đấu do phương Tây cung cấp, Tổng thống Volodymyr Zelensky đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mục tiêu kiểm soát lãnh thổ Nga có thể tạo ra đòn bẩy mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai, nhưng đồng thời cũng đặt ra rủi ro khi để lộ điểm yếu ở những khu vực chiến lược của Ukraine như Poprov. Mặc dù chiến dịch Kursk được coi là một động thái quan trọng nhằm bảo vệ vùng Sumy của Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga, nhưng nhiều người lo ngại rằng sự hiện diện quân sự gia tăng có thể dẫn đến các cuộc không kích mạnh mẽ hơn từ Moscow. Sự mơ hồ về mục tiêu cuối cùng của chiến dịch Kursk càng làm gia tăng lo lắng trong công chúng Ukraine, đặc biệt khi Nga tiếp tục gây sức ép ở các khu vực như Donbas. Việc Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo quân sự chưa đưa ra một thời hạn cụ thể cho chiến dịch và mục tiêu đàm phán với Nga khiến người dân lo lắng về khả năng bảo vệ lãnh thổ của mình. Ukraine để lộ chiến lược tấn công giữa lúc chịu tổn thất nặng nề về cả nhân lực và vật lực ở tỉnh biên giới Kursk của Nga. Theo hãng thông tấn TASS, Thiếu tướng Avdi Alodinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, kiêm chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm Akhmat cho biết lực lượng Nga nắm rõ chiến lược tấn công của quân đội Ukraine ở Kursk. Ông nói với kênh truyền hình Nga rằng, theo như tôi thấy, Ukraine đang tập hợp lực lượng vì họ nhận ra rằng không thể tiến lên từ vị trí hiện tại. Ông nghĩ rằng họ sẽ sớm thực hiện một cuộc tấn công ở khu vực khác để có thể tiếp tục nỗ lực tiến sâu hơn vào Kursk. Ông Alodinov chia sẻ, hiện Nga đã xác định được hai khu vực mà nước này tin rằng có khả năng xảy ra cuộc tấn công mới của Ukraine, nhưng từ chối nêu chi tiết cụ thể. Các chiến binh thuộc đơn vị biệt kích đặc nhiệm Akhmat đang chuẩn bị ứng phó với các hoạt động tấn công có thể xảy ra từ phía Ukraine.
Kể từ khi phát động chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kerch, Ukraine liên tục tuyên bố đạt được bước tiến. Trong khi đó, Nga không bình luận về những tuyên bố này mà thường xuyên đưa ra những thống kê về tổn thất của đối phương ở lãnh thổ nước này. Ngày 21 tháng 8, các đơn vị của nhóm tác chiến phương Bắc được hỗ trợ bởi lực lượng không quân và pháo binh của quân đội đã ngăn chặn các nỗ lực của nhóm tấn công Ukraine nhắm vào khu định cư Komarovka, Korenevo, Malaya, Konya, Varuskaya, Konopenka. Các cuộc không kích đã được tiến hành nhằm vào các nhóm quân và trang thiết bị của lực lượng Ukraine ở các khu vực Panasovka, Bovki, Vishniyovka, Kosita, Zinniklin, Snagos, Svedlikovo và Kazachia Kognia. Không quân Nga tiếp tục tấn công các khu vực tập kết quân nhân và thiết bị quân sự lực lượng dự bị Ukraine ở các khu vực Belopolye, Boyaro, Lezachi, Klukov, Krasnopolye, Noyeviki, Pokrovka, Pisarevka, Mogrisa và Yunakovka thuộc tỉnh Sumy. Trong ngày qua, Bộ Quốc phòng Nga đã thống kê lực lượng Ukraine mất tới hơn 300 chiến sĩ và 26 xe bọc thép, trong đó có 6 xe tăng, 3 xe bọc thép chở quân, 17 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 2 xe cơ giới, 4 đơn vị pháo binh và 2 hệ thống MLRS. Trong toàn bộ quá trình chiến đấu ở Kerch, Ukraine đã mất tổng cộng hơn 4.400 quân nhân, 65 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 53 xe bọc thép chở quân, 316 xe chiến đấu bọc thép, 133 xe cơ giới, 31 đơn vị pháo binh, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 9 hệ thống tên lửa phóng loạt, bao gồm 3 hệ thống HIMA và 1 hệ thống MLRS, 6 trạm tác chiến điện tử, 4 thiết bị quân sự, bao gồm 2 xe dọn chứa ngại vật và 1 đơn vị giả phá mìn UR-77. Nhà khoa học chính trị Na Uy Dizen cảnh báo xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga đang ngày càng đến gần. Nhà khoa học chính trị người Na Uy Glenn Dizen đã viết trên mạng xã hội X rằng cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Liên minh Bắc Đại Tây Dương và Nga đang ngày càng tới gần. Ông cảnh báo, chúng ta đang tiến rất gần đến cuộc xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Một ngày trước đó, tạp chí chính trị Mirs Polska của Ba Lan viết rằng chính sách quân sự hóa của Ba Lan sẽ không làm cho đất nước an toàn hơn và sẽ không cứu được nước này trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang với Nga. Trong khi đó, nghị sĩ Đức Sevim Dagdalung đã kêu gọi Đức ngừng viện trợ cho Ukraine và tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán. Bà viết hôm 22 tháng 8 rằng, cuối cùng chúng ta cũng phải ngừng cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine thay vì càng ngày chi càng nhiều tiền hơn và gửi vũ khí vì một cuộc xung đột vô nghĩa. Chính phủ liên bang cuối cùng phải bắt đầu hỗ trợ chấm dứt cuộc xung đột thông qua ngoại giao. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng Nga không đặt ra và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho bất kỳ ai ở phương Tây và đang bảo vệ lợi ích của mình ở Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, ông Putin nói rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên đe dọa người dân của họ bằng một mối đe dọa tưởng tượng từ Nga nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước. Ông khẳng định Nga sẽ không tấn công các nước NATO, điều đó không có lợi ích gì cho Nga. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, Tổng thống Putin đã có kế hoạch hành động để đáp trả cuộc đột kích của Ukraine vào vùng Kerch của Nga và tất cả những người chịu trách nhiệm chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Hãng RT dẫn lời ông Anatoly Antonov ngày 22 tháng 8 nói rằng, tôi thành thật nói với các bạn rằng Tổng thống Putin đã ra quyết định. Tôi tin chắc rằng nhiều người sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc vì những gì đã xảy ra ở khu vực Kerch. Nhà ngoại giao không cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch của người đứng đầu nước Nga. Hồi đầu tháng này, Ukraine đã mở một cuộc đột kích xuyên biên giới lớn nhất từ trước tới nay vào Nga, điều một số binh lính được trang bị tốt nhất và giàu kinh nghiệm xâm nhập vùng Kerch của Nga. Chính phủ Ukraine hy vọng chiến dịch này sẽ giảm bớt áp lực cho các lực lượng Ukraine ở những nơi khác trên tiền tuyến, củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow. Ukraine tuyên bố nước này có ý định tạo ra một vùng đệm thông qua cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, nhưng kế hoạch này cũng đã được Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Shai xác nhận. Tuy nhiên, ông Antonov khẳng định Ukraine sẽ thất bại trong việc thiết lập vùng đệm này. Điều đó không thể được. Sẽ không có vùng đệm nào trên lãnh thổ Nga. Đại sứ Nga tại Mỹ cho rằng Washington có thể chấm dứt cuộc xâm nhập của Ukraine vào Kerch chỉ bằng một cái búng tay, song rõ ràng Mỹ không coi động thái đó là cần thiết. Hãng tin TASS hôm 23 tháng 8 dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết một máy bay không người lái UAV của Ukraine mang theo lựu đạn chống tăng đã cố gắng xâm nhập nhà máy điện hạt nhân Kerch vào đêm qua. Tuy nhiên, chiếc máy bay UAV này đã bị ngăn chặn và rơi gần một cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. TASS đã công bố hình ảnh về máy bay và tải trọng của nó.
UAV có logo của quân đội máy bay không người lái, một dự án của chính phủ Ukraine nhằm tăng cường khả năng cung cấp các loại máy bay này cho quân đội. Nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm gần thành phố Kurchatov, cách biên giới khoảng 60 km. Các quan chức Nga đã cáo buộc Kiev tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở khi xâm nhập vào vùng Kursk. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã mô tả việc trên là một hành động khủng bố hạt nhân. Bà kêu gọi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA có phản ứng. Giám đốc IAEA Rafael Grossi dự kiến tới thăm nhà máy điện Kursk vào cuối tuần tới theo lời mời của chính phủ Nga. Ông sẽ đến thăm Kiev sau đó. Một số người đã bị thiệt mạng hoặc bị thương trong một cuộc bạo loạn tại một cơ sở cải tạo ở khu vực Volgograd. Các tù nhân ở một nhà tù ở Nga đã bắt giữ nhiều con tin và đòi 2 triệu đô la Mỹ tiền chuộc. Cập nhật lúc 10 giờ tối theo giờ Hà Nội, tức 6 giờ chiều theo giờ Moscow, lực lượng an ninh Nga đã tấn công nhà tù và giải cứu tất cả 12 con tin, bao gồm 8 người gác tù và 4 tù nhân. 4 người gác tù đã thiệt mạng vì các vết thương do bị đâm dao dã man, những người khác bị thương và đã được đưa vào bệnh viện. Sự việc bắt đầu khi 4 tù nhân nổi dậy tấn công những người gác tù. Một trong số 4 kẻ nổi dậy có đeo thắt lưng mang bom. Dù chưa xác định bom này có thật hay không và chúng ở đâu ra, 4 tù nhân nổi dậy được cho là người Uzbekistan và Tajikistan. Một bị kết án vì tội giết người, 3 người khác bị tội buôn ma túy. Sự cố xảy ra trước đó trong một chuyến thăm của Ủy ban kỷ luật đến nhà tù ở khu vực Volgograd ở phía nam nước Nga. Có thể có tới 3 người thiệt mạng, theo các báo cáo trích dẫn từ các đoạn video được cho là ghi lại trong nhà tù. Video này dường như cho thấy một người đàn ông trong trang phục tù nhân cầm dao và những xác chết trong đồng phục bảo vệ nằm trên sàn đầy máu. Một cai ngục được cho là đang điều trị tại đơn vị chăm sóc đặc biệt sau khi bị thương nặng trong vụ xung đột. Các kẻ phạm tội đã yêu cầu một khoản tiền chuộc trị giá 2 triệu đô la Mỹ và một trực thăng để trốn thoát khỏi cơ sở này, đổi lại mạng sống của các con tin còn lại. Thống đốc Andrei Bocharov xác nhận 4 nhân viên nhà tù đã phải nhập viện sau cuộc tấn công. Các nhân viên y tế và khu vực sẵn sàng để ứng phó với các trường hợp thương vong thêm, bao gồm cả việc vận chuyển bệnh nhân bằng máy bay nếu cần thiết. Theo thông báo của quan chức này, một cuộc giải cứu con tin đang được chuẩn bị. Các quan chức cho biết, theo các báo cáo truyền thông, 3 hoặc 4 tù nhân dường như đang giữ con tin. Nhà tù nằm gần thị trấn Surovikino, cách Moscow khoảng 850 km về phía nam. Ở đây giam giữ các tù nhân nam và có sức chứa hơn 1.200 người. Các báo cáo truyền thông chưa xác minh cho biết, một trong các kẻ bắt cóc con tin đã bị kết án vì tội phạm khủng bố và hắn đã cùng nhóm của mình đã tuyên truyền trung thành với nhà nước Hồi giáo IS, trước đây là ISIS. Tháng trước, một cuộc khủng hoảng con tin liên quan đến những người tự xưng là ủng hộ IS đã xảy ra tại một nhà tù ở thành phố Rostov-on-Don, phía nam của nước Nga. Các kẻ phạm tội đã bị lực lượng đặc nhiệm tiêu diệt trong một cuộc giải cứu. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!